Tâm Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vâng, hôm nay trong buổi chiều tối ngày 19 tháng 11 năm 2018. Chào anh Minh nhá. Lâu lắm rồi gặp anh. Vâng, cửa hàng Tâm Thanh Hạnh đóng những sản phẩm gửi cho hai vị khách hàng có địa chỉ tại An Giang như cặp loa JBL 4344MK2 và một cặp loa cho một vị khách cũng ở An Giang là một cặp loa Pooler S955. Bác chào con. Vâng, cặp loa 955 và cặp loa JBL 4344MK2 cũng đã được cửa hàng Thanh Hạnh đóng gói. Và cửa hàng xin làm một clip ngắn như vậy thông báo cho những vị khách đã đặt hàng. Hãy yên tâm, sản phẩm của quý khách đã bắt đầu lên xe Viettel mang biển số 29KT10229. Vâng, sản phẩm này thì về với bên trung tâm chuyển phát Viettel. Cửa hàng sẽ thuê bên Viettel đóng gỗ cho quý khách hàng. Nhận hàng sẽ được an toàn. Vâng, cửa hàng đóng xốp phía bên trong, bìa cắt tông bên ngoài và còn một lượt gỗ bên ngoài nữa nhé. Khỏe không em ơi? Em khỏe, mỗi tội ít tiền thôi anh. Cửa hàng cứ to. Lâu rồi anh không đi em chuyến ở đây nhỉ? Anh mới nghe tin em phát triển rồi, anh chuyển ở đây. Phát triển rồi lại chuyển ở đây. Cứ vận chuyển nhanh cho khách hàng, em sẽ luôn luôn ủng hộ bọn anh. Mở xe đi anh ơi, của em xong rồi đấy. Vâng, cặp loa JBL 4344MK2. Cửa hàng Âm Thanh Hạnh cũng đã đóng làm 4 kiện, 2 kiện loa và 1 kiện căng, 1 kiện chớp riêng để cho sự đi đường được an toàn. Đi lối nào đấy, mở lối nào đấy, không mở có mà. Lên được không? Cần loa rất là nặng. Vâng, cặp loa Pooler S955 cửa hàng cũng đóng làm 3 kiện. Một kiện căng riêng bởi vì căng của cặp loa này rất là nặng và có một phần gỗ nên là sợ bị vỡ. Để đâu anh lên trước cơ. Nào em ra ngoài đây. Vâng, Âm Thanh Hạnh xin tạm dừng clip tại đây. Rất mong những sản phẩm này đến tay quý khách hàng một cách an toàn nhất và nhanh nhất. Vâng, xin cảm ơn quý khách rất nhiều.